đó là lần đầu tiên mà em vô khách sạn ở trong Sài Gòn. Tại vì em sống dưới quê quen rồi. Khi mà vô phòng á, cái mình thấy cái người yêu mình đẹp quá. Nhà đẹp quá rồi, cái không biết sao á, tự nhiên cũng mình thương. Thương ghê lắm, cái mình nghĩ trong bụng lại làm sao để giữ lại được. Lấy luôn. Lấy luôn. Có nghĩa là cưới luôn á. Mà giờ muốn cưới luôn thì làm lèo. Nói chung là tại vì anh biết mình là trai tân mà. Thì ngay cái đêm hôm đó thì em bị nạn. Em bị đánh mất sao em cảm thấy là ôi không được, ngày mai mới về với mẹ. Rồi thấy tội nghiệp không? Đó anh cũng sợ hãi à. Thôi chị. Sợ hãi không? Sợ với chị. Xong khi là xong hết rồi là sợ. Nhà vệ sinh ngồi cả buổi không chịu ra đó chứ. Khóc. Tự kỷ đó, bởi vì nhớ mẹ đó. Ủa đang không sợ gì đó. Thì thôi em cũng xin thưa là bữa đó em bị thương luôn. Nên là em phải vô nhà tắm đó em ngồi. Lo đúng không? Dạ. Rồi em phải về, em về để mà về tới mấy ngày sau là em mới dám đi khám bác sĩ. Em đi khám bác sĩ thì bác sĩ chọc tới dù lắm mà chị biết cái cảnh rồi. Cảnh mà tự nhiên bây giờ cái đồ của mình giấu biết bao nhiêu năm nay mà tới bác sĩ rồi vạch cho bác sĩ. Mà bác sĩ có quen không mình chọc? Quen. MC Minh Đăng phải không? Anh kêu dạ. Bị sao? Nói dạ bị cái đó. Bị cái đó mà sao bị? Ông lén phén đúng không? Nói dạ không có đâu, bữa đó em đi thác. Em đi thác em tắm, em có cái ở bên cái huyện Đức Linh nó có cái thác trượt á. Cái thác cái suối trượt á, kêu là dạ em trượt ở thác em trượt xuống. Nó kêu ủa có cái vụ mà trượt mà chạy hả? Nó dám nói dối bác sĩ. Dạ. Nói dạ dạ thiệt, bữa đó uống rượu say say trượt úp á, nằm úp người cái trượt xuống sao mà. Nó kêu ủa úp người là trượt phải trượt răng chứ sao lại trượt cái đó. Và cuối cùng là phải khai thiệt cho nghe đúng không? Chào hai em. Dạ. Dạ em xin chào chị Hồng Vân. Dạ xin chào anh Quốc Thuận. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Minh Đăng. Dạ em năm nay 38 tuổi. 38. Dạ công việc của em là làm MC dẫn chương trình. Dạ em xin tự giới thiệu, em là Hà Lâm ạ. Hà Lâm. Dạ. Dạ em năm nay em 32 tuổi. Em chị rất là quen, em là hoa hậu doanh nhân đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ em là hiện tại là hoa hậu doanh nhân đại sứ toàn cầu. Năm vừa rồi là em đã đi thi bên Thái Lan và được đặt giải nhất trong cái chương trình đó. Dạ. Nhưng mà Hà Lâm có phải là tên thật của em không hay là nghị danh? Dạ cái đó là nghị danh của em. Tên dạ, thật vâng. Của em là gì? Dạ em tên Lệ. Tên Lệ, Lệ. Dạ, cái gì Lệ? Nguyễn Thị Lệ. Dạ dạ. Nhưng mà tại sao em lấy tên là Hà Lâm? Dạ ngay từ nhỏ là em rất là thích cái tên này rồi. Rồi bây giờ quay trở lại nghe, lần đầu tiên hai bạn gặp nhau là ở đâu và ấn tượng về nhau như thế nào? Em gặp ông xã em trong cái trường hợp là gặp trong cái chương trình tiệc cưới thôi. Ngày xưa là em ở Sài Gòn, thì lúc mà em về ở dưới quê thì có bà chị em là bà làm make up trang điểm cô dâu. Thì em đi theo với chị đi trong cái tiệc cưới đó, phụ chị để làm make up cô dâu ấy. Thì tình cờ thì gặp anh làm MC trong cái chương trình đó. Dạ. Ấn tượng đầu tiên của em về anh MC này? Lúc đó là em rất là thích cái giọng nói của ảnh. Cái giọng nói của ảnh rất là ấm và rất là truyền cảm cho nên em thích. Dạ. Về cái ngoại hình thì sao? Lúc đó ảnh rất là ốm, mà phải nói là ốm mà cao nữa mà đen nữa. Trời ơi tóc dài dài như vậy nè. Em ngoại hình là em không có ấn tượng nhiều, nhưng mà em chỉ ấn tượng giọng nói là nghe thôi đó. Dạ, rồi, dạ. Còn em thì sao? Lúc đó em có gặp cô này không? Dạ lúc đó thì em cũng không có để ý gì. Mình thấy là cái người con gái này thấy cũng xinh đẹp, thấy cũng lạ lạ, tóc vàng vàng cũng dễ thương. Rồi sau cái chị của vợ em nói là em ơi Đăng ơi em cho em của chị hát một bài. Thì em mới xuống hỏi hát bài gì. Rồi kêu thôi em không hát đâu. Cái em nghĩ trong bụng trời sao cái này nó chảnh dữ ta. Em thấy cái đám cưới đó thì nó cũng ít người. Sẵn dịp ở đây mình cũng muốn thử nghe cái cô này cô hát sao. Đó em mới mời lên hát. Sao mà thấy cũng hơi hơi thích thích. Mà em có đứng phía sau em lén em dòm không à? Nguyên là chỉ nhìn lén thôi đó. Dòm dạ. Lén phải không? Dạ. Rồi sau đó là em chủ động tới em xin số điện thoại và làm quen đúng không? Dạ không phải. Sao nữa kể đi. Là bên này hả? Dạ, dạ thì sau cái hôm mà gặp nhau đó, chị mới nói là em ở nhà tên Úc. Úc ơi, thấy thằng Minh Đăng á, thằng đó nó đen đen á, nhưng mà trời ơi, tính tình nó dễ thương lắm á. Chị có số điện thoại này không ấy, làm quen đi. Tại lúc đó, thời điểm đó là em đã chia tay với bạn trai em rồi. Thì em về là tình cờ gặp ảnh, thì chị em đưa số điện thoại cho em. Lúc đó thì em nghĩ là thôi gọi thử, giờ mình về đây không có bạn, buồn quá. Gọi anh đó có gì đi uống cà phê, cái gì cho vui thôi. Thì gọi thì bắt máy liền luôn. Mừng lắm. Dạ, lúc đó thì nói chuyện qua lại, cũng hỏi thăm này kia. Qua hôm sau thì em đi Sài Gòn rồi, vẫn giữ liên lạc là điện thoại thôi. Quen nhau, như là kể chuyện về đêm không. 9 giờ tối nói chuyện tới 2 giờ khuya. Dạ.
anh kể chuyện cho em nghe giống như là coi em như là em bé hay sao á, kể chuyện cô gái quàng khăn đỏ rồi tất cả những cái mẫu chuyện vui á, anh nói riết đến 2-3 giờ sáng luôn. Bao lâu gọi trong bao lâu? Dạ tụi em quen nhau trên điện thoại là nói chuyện 3 tháng sau. Ba tháng. Dạ. Rồi sau 3 tháng thì gặp mặt. Dạ sau 3 tháng gặp mặt. Gặp trong... ở Sài Gòn hay là gặp ở dưới ở quê? Dạ hẹn hò trên Sài Gòn. Rồi cái ngày đầu tiên mà sau 3 tháng mà mình nói chuyện bằng điện thoại á, thì cái ngày đầu tiên mà mình gặp nhau á, cái cảm giác nó như thế nào? Em thì thích lắm. Đúng rồi. Chị biết là cái một khoảng thời gian 3 tháng, tại vì lúc đầu tiên nó giống như là hai người bạn gặp nhau thoáng một lần trong cái đám cưới đó, rồi bẵng đi một thời gian là không gặp nhau nữa. Có nghĩa là chị thích giao qua giọng nói thôi. Dạ, đúng chưa? Nghe nói. Cái lúc đầu tiên đã gặp thì em đã không có chú ý đến ngoại hình rồi. Cho nên là thành thử 3 tháng mà cứ nói chuyện suốt ở trên điện thoại thì em lại quên cái ngoại hình ảnh luôn, thật sự em không hình dung. Lúc đó em chỉ nghĩ là ông này tóc dài dài rồi da đen đen vậy thôi, chứ không có hình dung được. Thì thật sự cái bữa đầu tiên mà em hẹn hò ảnh là gặp ngay cái chiều mưa, là ảnh vô tới Sài Gòn là mưa tầm tã luôn. Hết mưa em chạy ra, trời ơi em thấy anh sao? Em thấy em tá quả luôn, em muốn quay xe về luôn. Trời ơi, ông thấy em khi ông mừng quá hay sao chị, ông chạy qua em mới nói là anh ơi anh biết chạy xe không? Ông nói, ông trả lời với em là không. Dạ cái em nói gì là không thì không. Anh ngồi phía sau đi em chở. Thì chở ảnh tới cái khách sạn đó gần nhà em. Dạ thì tới đó xong cái ông mới nói em dắt anh vô luôn đi, tại vì hồi đó giờ anh ít khi lên Sài Gòn thì tưởng là không có quen ấy nhiều, thôi bây giờ em dắt anh vô luôn đi. Dạ dạ thì em cũng dắt xong rồi em nói em về nhanh. Ông nói trời ơi thì ngồi nói chuyện tí xíu nữa đi rồi về, tự nhiên mới gặp anh cái đòi về liền, anh chưa có kịp ngắm em sao nữa anh vô anh hết khuôn mặt em rồi. Trời ơi ông khen em rồi này nọ, ông nói em ơi trời ơi anh không tưởng tượng ra luôn á, em đẹp hơn anh những gì anh nghĩ luôn á. Thì tự nhiên em kiểu như là bị khoái khen chứ, khoái chứ đúng không? Dạ giống như khen á là bị khoái. Mưa dạ. Nước phất rồi dạ. Một cái khung cảnh mà chỉ có hai đôi ta dạ. Rồi với lại với một cái giọng trầm ấm nữa dạ, dạ. Sau đó thì chứ nào? Dạ thì sau đó thì hai đứa em đã gọi là yêu trước đó rồi. Có nghĩa là yêu cái tâm hồn, yêu cái cách nói chuyện. Tụi em gặp là để xác định luôn ấy. Thì đó, bữa đó thì cũng ra xác định luôn. Rồi xác định luôn. Dạ. Là kể nghe coi sao em gan dữ vậy. Thì lúc mà vô trong khách sạn rồi á, thì thật sự đối với em thì đó là lần đầu tiên mà em vô khách sạn ở trong Sài Gòn. Tại vì em sống dưới quê quen rồi. Khi mà vô phòng á, cái mình thấy cái người yêu mình đẹp quá. Cái nhà đẹp quá rồi cái không biết sao á, tự nhiên cái mình thương. Thương ghê lắm, cái mình nghĩ trong bụng làm sao để giữ lại được. Lấy luôn. Lấy luôn. Có nghĩa là cưới luôn á. Mà giờ muốn cưới luôn thì làm lèo. Lèo hơi lễ. Cái ông cứ khen biết à. Đẹp quá em ơi. Công nhận em đẹp ghê luôn, em đẹp mà. Anh không thể nào mà anh nghĩ trên đời này có một người con gái nào mà đẹp hơn em. Trời ơi. Anh ơi hồi đó thiệt sự là ổng ngọt mà ổng buông lời ngọt dữ lắm luôn á. Là em đâu có rồi, nhiều được. Giống như rồi xui chưa? Khen mà xui chưa? Dạ xui luôn. Xui luôn đúng không? Dạ. Coi như là đêm định mệnh luôn. Nhưng mà cô này có phải là người đầu tiên của em? Dạ đúng rồi anh. Nếu mà nói về người phụ nữ trong đời em thì vợ em là người đầu tiên của em. Dạ. Rồi sau đó là ở lại được mấy ngày hay là về liền? Sáng ngày hôm sau. Nói chung là tại vì anh biết mình là trai tân mà. Thì ngay cái đêm hôm đó thì em bị nạn. Em bị đánh mất xong rồi em cảm thấy là ôi không được, ngày mai phải về với mẹ. Rồi thấy tí tội nghiệp không? Đó anh cũng sợ hãi hả? Trời chị. Có sợ hãi không? Sợ với chị. Xong như là xong hết rồi là sợ. Chạy nhà vệ sinh ngồi cả buổi không chịu ra đó chứ. Khóc. Tự kỷ đó bởi vì nhớ mẹ đó. Ủa đang em sợ gì đó? Thì thôi em cũng xin thưa là bữa đó em bị thương luôn. Thành ra em phải vô nhà tắm đó em ngồi. Lo đúng không? Dạ. Rồi em phải về, em về để mà về tới mấy ngày sau là em mới dám đi khám bác sĩ. Dạ. Em đi khám bác sĩ rồi bác sĩ chọc tới dù luôn mà chị biết cái cảnh rồi. Cảnh mà tự nhiên bây giờ cái đồ của mình giấu biết bao nhiêu năm nay mà tới bác sĩ và vạch cho bác sĩ. Mà bác sĩ có quen không mà chồng? Quen. MC Minh Đăng phải không? Anh kêu dạ. Bị sao? Nói dạ bị cái đó. Bị cái đó mà sao bị? Ông lén phén đúng không? Nhưng dạ không có đâu, bữa đó em đi thác em tắm, em có cái ở bên cái huyện Đức Linh nó có cái thác trượt á. Cái thác cái suối trượt á, kêu là dạ em trượt ở thác em trượt xuống. Nó kêu ủa có cái vụ mà trượt mà chạy hả? Nó dám nói dối bác sĩ. Dạ. Cái đó dạ dạ thiệt, bữa đó uống rượu say á, trượt úp á, nằm úp người cái trượt xuống sao mà nó kêu ủa úp người là trượt phải trượt răng chứ sao lại trượt cái đó. Và cuối cùng là phải khai thiệt cho ông nghe
đúng không? Dạ, không khai luôn. Không khai luôn. Quyết định là không khai. Cứ một mực giữ quan điểm đây là ông mà ổng chữa đúng không? Dạ, ổng đưa thuốc ông kêu rồi uống thuốc xong nhớ đi trượt nữa nha, mà trượt đàng hoàng ấy. Thôi chúc mừng em qua chương trình này rồi là ông bác sĩ ông biết rồi. Biết dạ. Dạ, biết hết á. Dạ. Sau cái lúc mà chồng em về rồi á thì cái cảm giác em sao khi mà anh đã về dưới quê rồi á? Dạ, lúc đó tự nhiên em thương ảnh. Thực sự rất là thương. Ảnh về ảnh mới gọi điện cho em. Gọi điện em ổn không? Em sao rồi này kia, hỏi thăm em vậy đó. Trời ơi, xong cái em tắt máy luôn. Một tuần sau. Rồi xong một tuần sau cái em mở ra quá trời tin nhắn luôn. Rồi em ơi, anh làm gì có lỗi với em hả? Cho anh xin lỗi hay là sao em sao nói anh biết rồi này kia vậy đó. Em giấu em không nói gì luôn. Lúc đó em cũng chưa nghĩ là mình có gia đình nữ là em cũng sợ đó. Chung là em cũng hoang mang lắm. Tự nhiên bây giờ đang kháng khích như vậy, cái khi mà mình trở về quê lại là coi như là mọi cái liên lạc cắt đứt hết. Em thì khoảng chừng 4-5 ngày đầu á thì em gọi điện liên tục, có thể là một ngày em gọi cả 100 cái cuộc gọi. Em nhắn tin đâu là 70-80 cái tin nhắn không đó, mà không có một chút hồi âm nào hết á. Thì nhiều lúc em cũng muốn buông xuôi luôn, em nghĩ thôi chắc có lẽ là người ta không còn thương mình nữa rồi. Em thì em có một cái là em không có phải là người đa tình. Có nghĩa là em yêu một người nào yêu một người thôi, rồi đến khi nào cuộc tình đó hết thì em mới chuẩn bị qua, em mới xác định qua người mới. Nhưng mà sau khi mà cô ấy mở ra thấy một loạt tin nhắn rồi ai là người chủ động gọi trước? Dạ em gọi lại. Thì chắc là xúc động lắm đúng không? Dạ, rồi cái ông mừng lắm chứ anh? Trời ơi, ông mừng quá trời luôn. Ông mừng. Sao ông có phóng lên Sài Gòn nữa không? Đang định nổi đang có lên. Ông có phóng lên nữa không? Một tháng sau. Dạ. Tháng sau mới lên đúng không? Tháng sau dạ. Vậy là tình yêu của các em có thể gọi là lâu lâu thì mới gặp nhau. Dạ. Nên là lâu. Yêu xa. Dạ yêu xa. Xa trong bao lâu? Tụi em yêu xa trong vòng một năm. Một năm. Dạ. Rồi sau khi tụi em lấy nhau rồi á thì là tụi em lên đây luôn hay sao? Dạ, dạ không. Thời gian đó là cưới nhau xong là có ở chung nhau hay là tiếp tục ở xa? Dạ, ở vẫn xa. Tiếp tục yêu xa. Dạ. Có nghĩa là tới bây giờ các em vẫn chưa có con luôn. Dạ. Dạ. Thì em cưới nhau mấy năm rồi, mấy năm? 8 năm. 8 năm rồi. Hy vọng là sau đây sẽ có con. Thôi, rồi vậy chút là... đi, chút nữa đi thì anh sẽ đúng rồi. Thể hiện nha. Đúng rồi, thể hiện tất cả cái tình cảm của anh. Bây giờ vậy đi. Hai vợ chồng em. Trước khi đến cái vấn đề thể hiện là bây giờ mình phải giải tỏa. Đó. Giải tỏa bằng cách mình nói xấu nhau đi. Dạ. Anh ấy có thật xấu không nè? Dạ. Thì lúc mới cưới về thì cũng chưa đâu, vì cưới về thì hai đứa em vẫn ở xa. Em ở Sài Gòn, ảnh vẫn ở dưới quê. 2 năm sau thì ảnh mới lên Sài Gòn với em. Trời ơi, về ở chung một nhà rồi mới thấy vỡ mộng á. Thấy ổng thấy cái gì? Ở dơ á anh. Vậy ở dơ đó ngày 8-3 buổi mà bừa bộn. Dạ bừa bộn. Ví dụ như đi làm đồ là hay quăng. Dạ rồi đi làm chương trình về ha, rồi cởi áo ra quăng đó, rồi em mới đi nhặt lại. Bắt đầu cởi cái gì quăng chỗ đó, không bao giờ mà để cho ngăn nắp hết trơn. Lúc nào cũng vậy mà nói nhiều quá rồi cái thôi để ổng tự giải quyết luôn. Nhiều khi hai chồng gây lộn vì cái chuyện đó không á. Một cái nè. Rồi gì nữa? Trời ơi, chơi game. Mê chơi game. Dạ. Chơi tới mấy giờ? Có bao giờ mà chơi thâu đêm suốt sáng không? Thâu đêm suốt sáng thì chưa có, nhưng mà cái thời điểm đó là chơi game 1-2 tiếng đồng hồ. Bắt đầu nghỉ ngơi ăn uống gì đó rồi bắt đầu chơi tiếp. Rồi hút thuốc nữa chị, thời điểm đó hút thuốc là 1 ngày 2 gói thuốc. Bây giờ là bây giảm giờ đỡ rồi. Chưa bây giờ thì em ngưng rồi, em ngưng từ 2017 tới giờ là 3 năm rồi. Là 3 năm dạ rồi. Là bỏ bớt anh ấy rồi. Là một MC ha, chuyên làm những cái tiệc cưới vậy, không biết là cái tính của anh có lãng mạn không, có hay thường trời xuyên tặng hoa hay bày tỏ tình cảm với vợ? Dạ không biết người ta sao, chứ thực sự là từ hồi lúc mà yêu đến bây giờ luôn, chỉ có những cái ngày lễ là em được đúng một cây bông hồng thôi. Vậy mà thôi. Tại sao không tặng một bó mà tặng một cây? Em thử một lần rồi, hồi đó em mua một cái bó bông đó mà em tính là hình như là 450. Em đem về em tặng cho vợ em thì em được nhận lại một cái nhìn chồng trăng này nè, tiền đâu mà ông mua bông như vậy, tiền đâu mà ông mua bông như vậy, đúng, đúng. Tiền này ông đưa cho tôi đi chứ mua bông làm gì, có ăn được không? Là bà nói hả? Dạ. Cái sau này cái em mua cái bông thì giống như là tài chính em giờ là vợ em nắm hết. Mà dù như em chi tiêu em làm gì mà cái đồng tiền đó mà nó phí phạm là bị la. Là hổ trưng mắt liền. Cứ mỗi lần mà thấy người ta tặng bông nhiều á thì ở nhà buồn, trời ơi người ta tặng iPhone kìa chồng, người ta tặng bó bông kìa chồng, người ta mua quần áo kìa chồng. Em nói em nghĩ lại đi, anh có một cách nào đâu mà anh tặng tiền em giữ hết đúng không? Em giữ hết trơn tiền, bây giờ em có dám tặng nhiều đâu. Tặng nhiều bị chửi, nhiều bị trừng. Nhưng mà nhiều khi nói chứ trong lòng cũng muốn lắm á chị, thích được tặng này kia chị. Còn riêng mấy ngày lễ đó ta giả bộ ta để quên tiền đâu đi, để 500 hay để 1 triệu gì 500 đó, 500 triệu trong bóp á. Trời ơi ổng nói vậy thôi chứ ổng có quỷ đen nhiều lắm á chị.
Đó. Nhưng mà kiểu như là tại vì sợ, phải, sợ mua cho em là bị lộ. Dạ, dạ. Quỷ ta phải giấu chứ. Bây giờ mua cho em lộ sao lộ? Dạ, đó. Dạ, không có cái quỷ nào mà em giấu được hết trơn. Xong... mà bà vợ em có cái hay, cái hay là giống như là bởi nghe người ta thì có cái giác quan thứ 6, còn bà có giác quan nguyên tuần luôn. Dạ. 2, 3, 4, 5, 6. Thậm chí em nói với anh Thuận nha, tiền á em đi làm về, ví dụ như em làm MC bữa đó là em làm được 3 triệu, cái show đó là 2 triệu, rồi em được bo 1 triệu, cái bắt đầu là em giấu bả, cái em về em đưa 2 triệu, cái em giấu là 1 triệu, em bỏ vô cái vớ nè, bỏ cái vớ em để em góc á, mà không biết bà đánh hơi tiền sao mới bỏ ngay cái đôi vớ lấy ra 1 triệu bạn. Ông giấu tôi em đi giặt vớ. Dạ, ông đi làm về thì đồ áo quần rồi này kia em hay lục ra em coi, chứ ông hay nhét chỗ này chỗ kia đó. Thôi bây giờ thôi, bây giờ nếu hết thôi, chuyện qua tật xấu của vợ đi. Vợ em thì em phải nói là trong 8 năm làm vợ chồng thì cái gì cũng được hết, mà riêng một cái duy nhất là cái lề mề. Phải nói lề mề là lề mề, xong trang điểm lâu lắm. Trang điểm là phải nhìn lại chân mày bên này mà cao hơn 1 cm cũng chùi sửa lại cho nó bằng đó, rồi son, tha cái son lên kia, anh ơi son này được chưa, kia nói được rồi em thấy chưa được, chùi ra cái sơn cái son khác. Mà em lúc nào cũng muốn vậy, em lẹ cái gì cũng được. Nhưng mà mỗi cái trang điểm là lâu, thành ra thì em nghĩ chắc chỉ có em là người chịu đựng được nhất. Đúng rồi, bây giờ ta hoa hậu, ta hoa hậu ra là đường, hoa hậu là bắt buộc ta ra đường, ta phải đúng ta rồi. Phải o cái ngoại hình của anh ta rồi, nó không có trách được rồi. Còn gì nữa nè, bằng nghiện sắm đồ online. Trời ơi, mua gì? Hầu như mua hàng mà lần mà đặc biệt là mua quần áo. Rồi. Em thấy mỗi lần mà đi làm mà thôi, mà về nhà cái vợ ngửa ra cái là coi live chim. Coi live chim cái chốt đơn cái em nói một ngày là đơn hàng mà ship á, ship người ta tới mà em thấy em nóng luôn á, chóng mặt luôn đúng không? Chóng mặt. Em mua quá trời đúng không? Em ngồi em cứ can ngăn biết anh năn nỉ vợ bớt mua đồ đi. Thật sự em nói nếu mà chung quy ra một năm mà vợ em mua đồ online không thì em nghĩ rất là nhiều tiền. Mà có một cái là ví dụ như mua cái đồ đó 1 triệu, cái đồ đó 2 triệu, đồ 3 triệu, cái bắt đầu để nhiều lần nhiều khi không mặc á, cái mấy chị em ơi 20 phút nữa em thanh lý nha, em thanh lý nha, lời bán 90 ngàn. Mấy chị ơi cái này em mua có lần một còn nguyên tem nguyên số luôn, em bán 80 ngàn. Hạ giá cũng rồi. Giờ mong muốn vợ đi đổi giờ em mong muốn cái đó đó phải không, là cái thứ nhất là trang điểm á, là người ta phải hình dung lại. Tại vì em có mong muốn là ví dụ như mình đi ra ngoài á, mình có cái thời gian nó vẫn tốt hơn là để cái thời gian nó cận. Còn cái thứ hai nữa là bớt mua đồ online lại. Anh năn nỉ em luôn. Rồi tới Hà Lâm đó, mong muốn ông xã thay đổi điều gì? Dạ với em thì bây giờ thì ông xã em hầu như là cũng là hoàn thiện rồi. Chỉ nói cái là anh ơi, anh đừng có mặc đồ rồi quăng chỗ này chỗ kia nữa. Em đi lượm rồi nhiều khi để trong góc trong đồ á em... Tức là anh ra. Bớt bừa bộn lại. Dạ, đúng không? Bộn anh lại bớt bừa bộn lại. Dạ. Rồi. Bây giờ chị hỏi hai đứa này, tụi em đã có cái chế độ mà ăn uống rồi thì ấy để mà chuẩn bị cho có con chưa? Cái đó là tụi em phải tính. Bây giờ ở cái tuổi này là tụi em phải có cái chế độ ăn uống. Dạ. Ngoài cái chuyện là mình sinh hoạt vợ chồng ra cũng không phải là ngày nào cũng sinh hoạt là có, không có đâu. Thứ nhất là tụi em phải đi bác sĩ để có cái thực đơn về ăn uống. Dạ. Đó, và cái nó gọi là cái đồng hồ sinh học á, trong cái việc mà cái chu kỳ mà rụng trứng của người phụ nữ. Dạ. Bây giờ ở cái tuổi này tụi em phải có con liền. Thứ nhất khi em có con, ông này cũng sẽ bớt bừa bộn. Dạ. Tại vì bắt buộc phải giữ cái môi trường sạch cho con của mình. Dạ. Bà này cũng không còn online, online là tại vì online tiền là phải để dành cho con. Dạ. Cho em yên tâm như vậy. Đó, và lúc đó là vợ em sẽ không còn lề mề nữa đâu, vợ sẽ thay đổi hết tất phải cả. Lanh lẹn để mà lo cho con. Nghe. Nói chung là nhìn các bạn thì anh biết là các bạn rất là khao khát có được dạ đứa con. Thôi thì anh chúc cho vợ chồng Hà Lâm với Minh Đăng nghe. Dạ. Hai vợ chồng cứ như vậy yêu thương nhau và lúc nào cũng nhường nhịn lẫn nhau. Dạ. Thấu hiểu nhau. Dạ. Và cuối năm nay sẽ có tin vui. Dạ. Qua năm sau năm trâu vàng. Dạ. Sẽ chào đón một thiên thần tuyệt vời khấu khỉnh đáng yêu đến với gia đình chúng ta. Dạ. Chắc chắn nghe. Dạ, em cảm ơn ạ. Mời hai bạn giới thiệu về mình. Chào con Văn và anh Quốc Thuận, chào mọi người. Em là Thiện, dạ năm nay em 30. Hồi trước em là giảng viên của trường đại học và bây giờ là em về em làm việc cho vợ mình. Rồi còn em? Dạ em tên là Kim Đào, em sinh năm 1994. Em học luật cho nên em kinh doanh bên mảng là công ty luật. Lần đầu tiên các bạn gặp nhau như thế nào? Và ấn tượng gì về nhau? Hồi đó là em còn làm giảng viên á,
em có hay giới thiệu cho sinh viên của mình có những cái lớp dạy. Một cái buổi sáng đang ngủ thì cô nàng này gọi đến xin một cái lớp dạy, nhưng mà nói với cái kiểu rất là... Nói sao? Thầy ơi, thầy có lớp dạy không? Em muốn có một cái lớp dạy. Hồi đó em làm việc suốt đêm á, mà nghe cái cách nói như vậy thì cũng hơi khó chịu. Dạ thì em mới nói là tại vì lúc này á, thầy cũng bận với lại học lên cao rồi, thầy cũng không có nhiều việc để cho giới thiệu cho em. Em không có biết ảnh. Thì một bạn á, là cho em số điện thoại, nói là xin qua trung tâm gia sư thì tốn tiền, còn xin qua anh này là anh cho lớp miễn phí. Cho nên là em gọi em xin. Thường số người lạ là em chẳng lưu lại đâu, nhưng mà không biết sao lúc đó em lưu lại là thầy Thiện gia sư. Rồi thời gian rất là lâu, cũng khoảng 4-5 tháng gì đó. Rồi cũng là cái khoảng thời gian đó là em đi nhắn tin dạo. Buổi tối đó là em giận bồ cũ của em á, cho nên là em bấm thêm một loạt hết. Rồi cuối cùng là thêm ảnh. Em cài hình đại diện Zalo á là đồng phục của trường, cho nên ảnh mới nhắn hỏi là em là sinh viên trường Đại học Sài Gòn hả? Cái em mới dạ, rồi từ lúc đó là nhắn tin qua lại với nhau. Tối nào cũng nhắn với em cả, và ngày nào cũng nhắn. Hôm nào mà không nhắn thì sẽ nói là anh đi gặp bạn cho nên tối nay không nhắn tin. Làm cho mình có cảm giác giống như là ảnh coi mình rất là quan trọng. Đó, và từ lúc đó thì cũng vì hiểu lầm như vậy cho nên là em cắt đứt bạn trai cũ luôn. Trời ơi, non nớt, cô gái này non nớt quá. Mà hả, một tháng mấy sau vẫn không có hẹn gặp em gì hết. Tại vì em thấy cái cách nói chuyện của ảnh rất là đàng hoàng. Lúc đó là cái mẫu người của một cô sinh viên năm 3 đó, là một mẫu đàn ông có công ăn việc làm, đàng hoàng, kiểu như là người đàn ông thành đạt. Đó là làm cho em, mặc dù chưa gặp nhưng mà em cũng đã gọi là thầm thương trộm nhớ. Lần đầu tiên hai đứa chạm mặt nhau nè, thì em có ấn tượng gì về cô trò này? Thì ấn tượng nhất của em là lúc đó là so với lại những cái hình ảnh ở trên mạng á, thì cô bạn này ở bên ngoài thì dễ thương hơn nhiều. Do là trước lúc đó là ảnh là mẫu người của em, cho nên là cái lúc gặp nó em giống như là đã thích rồi, và gặp ở ngoài nó vẫn giống như những gì mà mình nghĩ, mình tưởng tượng, đúng không? Dạ, lúc đó em không hề để anh biết là em đã mến ảnh rồi. 10 giờ là em phải chở bạn này về, chở cô nàng này về cái phòng trọ á. Thì cái anh chàng kia anh đứng ngay chỗ trước anh cửa phòng trọ. Anh chàng người yêu cũ hả? Dạ. Đó. Đứng trước cửa phòng trọ của này luôn. Còn sao? Đó, hai người đối diện nhau. Anh kia chạy qua quýt em một cái. Mà tướng to hơn nữa. Nhưng mà mình cũng phải giữ phong thái của mình, mình không sợ. Mình có liếc lại không? Mình có quýt lại không? Dạ không, em cũng đứng một hồi. Đó, xong nhìn để nhau xem không vậy đó. Dạ, để xem anh đó anh làm gì. Lúc đó em sao? Em đi vô luôn, thì anh cứ gọi hoài là kêu ra nói chuyện cho nó rõ ràng đi. Rồi lúc đó em mới thấy vậy, em mới đi ra nói chuyện. Ai về là anh này là đứng ở ngoài, anh coi em có đi hay theo hay không. Anh thấy em đi theo luôn mới ghê. Thấy vậy rồi em sao? Em quay xe em đi về, nhắn tin lại kêu là thôi chúng ta làm bạn bè nha. Nhưng mà đêm đó là em đi với cái bạn kia thì là em đi uống cà phê để em nói chuyện rõ ràng xong rồi em đi về. Đến bao lâu thì mới hết những mối quan hệ bạn bè mà tiến xa hơn nữa là quen nhau? Nói bằng miệng mẹ chứ sau đó cũng nhắn tin nói chuyện với em. Ngày mai là xong mà, trời, cái dòng tình yêu nó vậy mà em ơi. Nói chuyện qua nói chuyện lại rồi hôm nào cũng đi chơi suốt như vậy cho đến mấy tháng sau là ảnh tỏ tình, là nói là mình bạn gái nha. Lúc đó em cười khúc khích trong bụng em nói. Em quen nhau bao lâu? Quen nhau cũng 3 năm mấy thì mới bắt đầu lên kế hoạch để cưới. Nhưng mà trong thời gian tụi em quen nhau á, có trục trặc gì với hai gia đình không? Ngày cưới là kiểu như là bên em coi ngày, nó là tuổi em với tuổi ảnh là bị vấn đề không cho cưới. Bên ảnh coi thì là cưới được. Trục trặc gì cũng thầy bói đó. Thế là ảnh đi xuống anh gặp thầy bói luôn. Em ở trên đây là ở nhà thuê đúng không? Dạ. Có bao giờ mà Thiện gợi ý rằng là thôi đừng ở nhà thuê nữa, bây giờ qua ở nhà anh chung đi cho bớt tiền nhà, có không? Ảnh là nhát hơn em. Và cái kiểu quy củ của giáo viên á chị, tất cả mọi chuyện hầu như em chủ động trước không ạ? Nhưng mà dạ. Cuối cùng thì tụi em có dọn về nhà nhau ở hay là sống thử trước hay không, như thế nào? Dạ có. Rồi gia đình em biết không? Tới chừng mà cha em biết á thì cha em lúc đó giận và buồn em lắm luôn. Khuya mà nhắn tin nói cha giận con, cha buồn, giờ cha còn khóc. Là lúc đó là cha em biết, mẹ ảnh cũng biết trước nhưng mà kiểu như che giấu cho hai đứa. Do là nhà ảnh chỉ có hai mẹ con sống với nhau thôi, giấu cho đến cha em biết. Thế là cha em biết xong thì cha em nói thôi cưới thì cưới đi chứ đừng có như vậy. Tụi em cưới nhau là bao lâu rồi ta? Dạ khoảng 2 năm hơn rồi. 2 năm hơn đúng không? Ủa nhưng dạ. Mà lý do gì sao mà em bỏ cái công việc đi dạy để mà về làm với vợ? Thì cái công việc đi dạy á, nó trái giờ so với lại công việc mà vợ em làm. Hai vợ chồng ít gặp nhau rồi đôi khi nó xảy ra cái hụt hạch.
em là cái người em quan trọng, em hướng nội, em hướng gia đình nhiều hơn. Cho nên là đắn đo suy nghĩ để em thấy cái công việc của em, nếu mà em có học lên nữa thì nó cũng chỉ tới đó thôi. Vậy thôi em về em dồn lực em giúp đỡ cho gia đình. Quá tốt. Vậy là hai bạn này bây giờ là công ty ở nhà. Dạ đúng rồi. Rồi hai vợ chồng làm chung với nhau. Dạ. Tối thì lên ngủ chung phòng với nhau. Bây giờ mới lòi ra những tật xấu nào. Kể nghe coi. Thầy khui trước đi. Bà này bà sếp mà, cho bà khui trước đi. Bà khui xong rồi á là bà khui, nhiều khi khui quá lên ông thầy mới nổi điên ông khui lại. Chứ bây giờ cho ông khui trước ông đâu dám khui. Dạ. Tính của anh xấu nhất là cọc lóc thương em á. Nhưng mà nó cọc lóc sao đâu á, không có lãng mạn. Thầy toán phải không? Dạ đúng rồi. Ông thầy toán sao đòi ông lãng mạn được. Cuộc đời ông chỉ có con số mà thôi. Em thì thích ảnh lãng mạn hơn chút nữa. Sao nữa nè, còn gì nữa nè? Ảnh là kỹ tính hơn em nữa. Không, kỹ tính gì là sao? Kỹ tính là anh sạch sẽ hơn em nữa. Hay dục một cái duy nhất là vớ. Còn những cái thứ còn lại á là rất là ngăn nắp. Nhưng riêng đôi vớ là không ngăn nắp. Thầy hoàn hảo quá, thầy chỉ có hơi mà không lãng mạn. Dạ. Thôi, đúng không? Tới thầy thiện khui học trò đó. Nàng này khui. Cái gì cũng được hết, mỗi tội con cái là lười rửa chén. Nhớ em bận quá nên em hay cự. Tại vì nhiều khi là sáng làm xong rồi tối vẫn còn dạy. Dạy tới 11 giờ xong xuống còn nguyên đóng chén lên cự. Ủa bây giờ còn dạy nữa hả? Dạ. Dạy online á. À dạy online. Dạ, dạ. Lâu lâu là xung đột. Em cứ cặm cụi phải tự rửa chén một mình đúng không? Dạ. Đó rồi có tự nghĩ, tự kỷ rớt cái giọt nước mắt thầm thì. Sợ dễ sợ quá. Nước chén pha nước mắt. Ừ. Trời ơi 11 giờ mấy mà. Còn bây giờ còn quá. Nước mắt pha nước mắt chén. Dạ. Rồi nè, có hay nóng tính không? Nàng này thì không có nóng tính, nhưng mà cứ tới 10 giờ tối trở đi á mà em ngồi em bàn cái công chuyện gì là kiểu gì cũng quạo à. Nghĩa là dễ quạo vào ban đêm. Dạ. Đúng không? Dạ, mà không biết sao á, tối vụ giận nhau cái quay hai bên. Cái sáng cái là kiểu như nó ra mùi á, là nhớ mùi là cũng ôm lại. Tụi em không bao giờ mà giận qua được hết buổi sáng. Cái tật là theo cái phong cách của những cô bạn là thường là ban tối là ngủ là không có thích quá nhiều đồ. Muốn đi cái gì vậy mới nói là tại sao mà lúc buổi tối dỗi nhau mỗi đứa quay xong buổi sáng là ôm lại ngủ đó, sao mà không ôm được. Dạ. Bây giờ mong muốn người đẹp này thay đổi điều gì thầy? Em chỉ mong muốn là đừng có cầu nhau trong công việc quá. Tại vì em là một người trái ngành thôi, và em cũng học hỏi rất là nhiều trong cái khoảng thời gian một năm vừa rồi để mà công việc hai vợ chồng nó càng ngày càng phát triển hơn. Ngoài ra là vợ thì cứ là vợ, công ty thì có được quyền quyết đoán, nhưng mà về việc gia đình thì đừng quyết đoán để cho chồng. Còn tới em đó, ảnh là đàn ông, ảnh danh vọng cao hơn em là một giảng viên, nhưng mà ảnh dám từ bỏ cái đó để làm cùng em chỉ vì em nói một câu đó là bây giờ nhân viên có rồi, văn phòng có rồi, mà bây giờ em sinh em bé đó, giờ không lẽ em đóng cửa công ty. Cho nên là lúc đó ảnh bỏ hết, ảnh về ảnh phụ em để một ngày nào đó là khi em có em bé xong á là em có thể là vừa có vật chất mà vừa có nhiều thời gian cho con em. Why? Đó, cho nên là em thấy là ảnh đã vì em như vậy rồi. Và trong công ty á, ảnh thuần bên kỹ thuật marketing. Em quyết đoán và kiểu như là em giao tiếp với đối tác ok. Ảnh không có ngại để cho em làm CEO và ảnh chỉ là theo phụ em thôi. Cho nên là ảnh đã hy sinh cho em quá nhiều. Và đây cũng là người đàn ông mà gọi là tuổi trẻ của em á chị. Tuổi trẻ mà mình yêu tới nỗi mà mình là kiểu như cái mẫu người đó là mình quá ngưỡng tìm mộ. Tìm đúng người luôn. Dạ, đúng không? Là mình yêu cực kỳ. Em đã hiểu được cái điều là chồng em hy sinh cho em. Thì em phải hiểu được rằng á, khi đã có chữ hy sinh rồi, em phải suy nghĩ ngược lại. Cả cái sự nghiệp của ảnh, đúng không? Ảnh đã dành cho em hết rồi. Cho nên có đôi lúc mình phải chú ý về cái vấn đề giao tiếp giữa hai vợ chồng. Khi ở trong gia đình, ảnh phải là người chồng. Cho dù em ở, tại vì công ty nó ngay tại nhà, thành ra là cái sự phân định nó rất là khó. Chính vì khó mà mình phải chú tâm hơn. Ảnh ở trong nhà đó, trong cái công ty đó, ảnh phải là một người chồng, đúng nghĩa. Đó, trên mọi phương diện, đó ý chị nói là như vậy. Dạ. Em hiểu chị không? Thành ra là có những cái nhiều khi mình không để ý. Mình cứ nghĩ là ông hiểu mình, nhưng mà không phải vậy. Tại vì ông hiểu mình có thể hiểu một năm, hai năm, một thời gian này, nhưng mà nhiều khi mình lướt qua tất cả những cái tế nhị đó, thành ra ông nghĩ là ủa sao kỳ vậy. Vì vậy cuối cùng là mình là ai trong cái cuộc đời cô ấy, trong cái vị trí cô ấy, trong cái đầu óc cô ấy mình là ai? Hay là có khi nào ông cổ quên mất mình là chồng, cô chỉ nghĩ mình là một người làm việc cho cái văn phòng lộc của cổ. Hiểu ý chị không? Dạ. Cái đó mình phải hết sức để ý. Dạ. Đó, vậy thôi. Và như vậy thì chắc chắn là tụi em sẽ có một cái cuộc sống cực kỳ hạnh phúc và cực kỳ thành đạt. Đó. Đó. Còn bây giờ thì mong con không? Dạ mong. Rồi đây thôi, âm hiểu của ông. Trước khi kết thúc thì anh chúc cho hai vợ chồng công việc hai đứa lúc nào cũng là kết hợp với nhau sẽ phát triển, hiểu nhau hơn, yêu nhau hơn, và đặc biệt
qua năm sau sẽ chào đón một thiên thần tuyệt vời đến với gia đình chúng ta. Em cảm ơn cái chương trình ngày hôm nay vì đã lưu lại cái khoảnh khắc này của vợ chồng em để có thể sau này cỡ như chị Hồng Vân thì mình coi lại mình mỉm cười. Đúng vậy. Em cảm ơn chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận đã chia sẻ với em những cái kiến thức hay như thế này. Em cảm ơn rất là nhiều và em trân trọng. Cảm ơn các em. Dạ em xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận và chào quý vị khán giả. Em tên Phạm Long Thành, em năm nay 32 tuổi, đến từ Khánh Hòa. Dạ em hiện giờ ở nhà buôn bán. Ủa nhưng mà bạn đang ở Khánh Hòa hay ở Sài Gòn? Dạ em đang ở Bình Thuận. Từ Bình Thuận vô đây. Dạ. Thế còn em? Em xin chào anh Quốc Thuận, chị Hồng Vân và toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Lê Trần Thanh Thiện, năm nay em 32 tuổi, 30 tuổi. Đó là thế dễ thương rồi đó. Nhớ lộn tuổi của chồng. Nghề nghiệp của em là dược sĩ ạ. Dược sĩ? Dạ. Ủa em ở đâu? Dạ em đến từ Bình Thuận luôn ạ. Bình Thuận. Là hai bạn từ Bình Thuận vô đây. Dạ. Rồi bây giờ hai em là gặp nhau trong trường hợp nào? Cách đây cũng khoảng 6 năm. Lúc đó là em chưa có công việc làm đó. Thì em có đi làm thêm ở một câu lạc bộ bia. Em làm nhiệm vụ đó là em là thu ngân. Lúc đó thì ông xã hàng ngày tới câu lạc bộ chơi bia thì thấy anh đánh cũng hay, xong mình cứ quan sát thế mà thấy cũng trẻ, phong độ cũng phong độ lắm, mà nhìn thấy nhỏ con. Nói sao mà nhỏ con mà đánh bia sao hay dữ vậy trời. Vậy đó. Dạ rồi xong cũng để ý, rồi xong sau đó thì cũng có một ông anh mời em đi ăn tối, rồi xong tới thì cũng rất là tình cờ ngồi sát ông xã em bây giờ. Đến lúc mà ngồi kế bên nhau ở cái chỗ tiệc đó thì sao? Rồi sau cái bữa ăn tối hôm đó đi hát karaoke chơi, thế thì cũng đi luôn. Rồi sau đó vào karaoke, ông xã em mới hỏi em là có hát song ca được hay không. Rồi hay cái song ca bài gì? Lâu quá rồi em cũng không nhớ lúc đó rồi, là cái bài gì. Nhưng mà có phải là trong cái đêm đó là em đã ấn tượng về ảnh không? Dạ thì cũng vui vẻ, thấy cũng hiền. Yeah. Còn em thì sao? Cũng bình thường, cũng coi như là người bạn đi chơi bình thường vậy thôi. Chứ cũng không đến bao lâu thì hai em mới bắt đầu là thích nhau và yêu nhau? Không, vài tháng á. Trong thời gian đó thì có nhiều chuyện vui không? Trước khi quen em là đã có quen một người khác rồi. Rồi lúc mà quen cô này là có buông cô kia chưa? Có không? Lúc đó là chưa có định quen. Thì đương nhiên là vẫn còn người yêu cũ. Có nghĩa là bắt cái tay vậy, đúng không? Cũng có thể nói vậy. Đó, mỗi tay một con cá đó. Ủa nhưng mà đến bao lâu thì em biết rằng là chồng em còn quen một người phụ nữ khác nữa? Đến khi em đặt vấn đề hôn nhân với ông xã em. Trời ơi, lúc đó em mới biết chồng em bắt cái hai tay hả? Trời ơi. Dạ. Em xem tài siêu phàm em giấu hay vậy? Đâu, kể chuyện nghe đi, kinh nghiệm rồi. Anh Bin cũng đang muốn hỏi kinh nghiệm. Em không nói thì không biết thôi chứ cái gì đâu. Nhưng mà thời gian biểu em chia làm sao? Mình đi với cô này thì mình ngưng với cô kia. Ngưng cô kia là ngưng làm sao? Thường là buổi tối. Buổi tối vậy là ban ngày là em ở vợ em đúng không? Đi chơi vợ em đúng không? Rồi buổi tối buổi tối đi cô kia đúng không? Ít à, em đi chơi ít à, không có đi nhiều đâu. Rồi có ba mặt giáp nhau không? Chắc không. Không có giáp, ta mới giấu được cả năm đó. Nhưng mà rồi chị hỏi thiệt là lý do gì mà em lại chọn vợ em mà em buông cô kia? Cái lúc mà em thất bại trong công việc á, là em vô lại Sài Gòn này em làm nè. Thì lúc đó vô thì các mình nè, nói chung là gạt chuyện tình cảm luôn rồi. Không có định quen ai nữa, khó quá bỏ rồi luôn. Thời gian đó thì vợ mình bây giờ nè, thì quan tâm thì cứ ra vô hoài vậy. Thì mình thấy cái tình yêu nó lớn. Thì mình quyết định thì đằng nào cũng là phải về một bên thôi, chứ không thể nào vậy hoài được. Cảm nhận là vợ mình yêu mình nhiều hơn, đúng không? Gọi là tình yêu lớn đó. Rồi lúc đó là quyết định là mình cần phải có cô nào rồi đúng không? Dạ. Vậy là hạnh phúc quá rồi, vậy hai chồng lấy nhau có vỡ òa về những cái gọi vậy là thật xấu đó. Đó. Đến cái phần gọi là đại hội vạch mặt đó. Bây giờ anh hỏi em trước nè. Vợ em nãy giờ mọi người có đồng ý rằng là cô vợ cũng quá hiền không nè? Có không? Quá hiền đúng không? Thì anh nghĩ là chắc cô vợ không có cái tật xấu gì không? Nói chung là tật xấu thì không có ít. Có nhiều. Tức là tật xấu thì không có ít mà là có nhiều, nghe chưa? Hay quá, mặt mỹ mãn kìa. Mỹ mãn. Ủa, nãy đi, bây giờ mình liệt kê đi. Hiền vậy chắc ở nhà suốt ngày bị em ăn hiếp con đúng không? Ngược lại anh. Em bị ăn hiếp hả? Chứ sao, nhìn thấy hiền vậy thôi chứ đánh nóng lắm.
Thí dụ mà em mà sơ hở cái gì đó là coi như là cãi mà nhẹ nhẹ là đã đập điện thoại rồi. Trời ơi. Nhẹ nhẹ thôi. Ừ, thôi giờ đập em không? Chưa đủ trình độ. Chạy không lại em đâu. Chạy không lại em. Em bỏ chạy thì ngược đâu kịp mà. Dạ nó chơi với tánh vợ thì nóng lắm. Nóng. Nóng mà còn bảo thủ nữa. Ừ. Chồng nói thì ít nghe lắm. Em thử em kể một ví dụ thôi. Vừa rồi chuyện mới nhất này, là sinh nhật bả. Mà bà muốn mua đồ ăn về rồi hai vợ chồng nấu, hai vợ chồng ăn thôi. Nội bộ trong gia đình thôi. Nhưng mà tình cờ là bữa đó là có ông anh, ông lên chơi. Thì lỡ gặp rồi thì mình phải mời vào chứ giờ chẳng lẽ sao. Vậy mà mời vào vậy mà giận em. Để nói là không có mời ai mà sao có ông nữa. À, tự nhiên ông tới, mình đâu biết đâu. Ai mà biết. Bà ư? Nóng rồi làm gì? Nóng giận là coi như là không tham gia cái bữa ăn đó luôn. Nằm trong nhà luôn. Rồi xong đó em với ông anh đã ngồi ăn uống một mình luôn. Rồi xong rồi bữa đó làm sao? Em có giận vợ em không? Thì giải thích cho chị nghe mà chị vẫn cứ trách mình vậy thôi. Còn em sao? Chồng em nhiều tật xấu không? Tật xấu thì chỉ có ví dụ như là nhậu. Nhậu về thì em hay nhằn. Xong bắt đầu nói qua nói lại. Rồi xong lại nóng tính, bắt đầu gây lên. Rồi xong bắt đầu đá cái này, đập cái kia, làm ầm lên. Đó, rồi em cũng bực bội. Em nói anh đá cái gì? Anh đập đồ với ai? Em cũng tức thì em nói lại như vậy. Thôi giờ em trước đó, em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Bớt nóng tính. Bớt nóng tính. Kiểm soát lại cái hành động của mình. Và cái quan trọng là coi như là sống là phải mở lòng ra. Chứ không có thể nào mà dùng từ ích kỷ thì hơi nặng. Nhưng mà nói chung vì mình quá, mình phải coi cái người xung quanh nữa. Đó, mong vợ thay đổi cái điều đó thôi. Chứ còn mọi thứ còn lại thì vợ tốt, công việc nè, trách nhiệm có nè. Nói chung là người vợ tốt. Chỉ có cái là hai cái đó thôi. Là nóng tính với lại không có mở lòng. Rồi còn em? Còn em? Em mong chồng thay đổi cái gì? Bớt nhậu. Dạ bớt nhậu rồi đừng có nóng tính đi xẹt qua đập cái này, xẹt lại đá cái nọ. Thế mà làm kiểu đó là em khó chịu vô cùng. Em không thích dằn mặt em kiểu đó. Vậy thôi? Dạ. Các em đã mấy đứa con rồi? Dạ hiện giờ chưa có đứa nào. Ồ. Mong không? Có mong con không cưng? Mỏi mòn. Mỏi mòn. Tụi em lấy nhau bao lâu rồi? Khoảng 2 tháng nữa là đúng 4 năm ạ. Bây giờ tụi em một bạn là 30, một bạn là... 32. 32. Thì chị thấy như vậy nè, tụi em lấy nhau là gần 5 năm rồi. Đúng không? 4 năm. 4 năm? Dạ. Lấy nhau được 4 năm, yêu nhau 1 năm nữa là coi như là 5 năm biết nhau hả? 6 năm á. 6 năm biết nhau rồi. 6 năm biết nhau thì cái thời gian đó, vì ở bên cạnh nhau nhiều quá, nó thành như là một cái thói quen. Mà thường á là các cặp vợ chồng á phải có những cái làm mới. Làm mới ở đây là để chi? Để tạo những cái cảm giác hưng phấn, hoặc là những cái xúc cảm, một cái tình cảm nó giống như là hồi hai bạn còn đang yêu nhau á. Tại sao mà nói việc này với hai bạn? Bởi vì hai bạn chưa có con, thành ra vẫn giống như hai người đang yêu nhau, là hai vợ chồng quá son đi. Thì bây giờ tranh thủ cái thời gian này các bạn phải tận hưởng. Có những cặp vợ chồng mà các bạn không có cơ hội để làm điều đó. 21 tuổi đã lấy chồng, 23 tuổi đã lấy vợ. Các bạn không có nhiều thời gian để trải nghiệm, để rong chơi, để mà có thể hưởng thụ cái cuộc sống này nhiều. Thì đã có con rồi. Thì trong khi các bạn có cơ hội làm cái việc đó, các bạn phải nên tận hưởng. Thì nó sẽ có hai lợi, một công mà đôi chuyện đó. Thì các bạn vừa được tận hưởng cho bản thân mình, và đồng thời trong cái thời gian đó là các bạn sẽ có em bé. Thì sau khi có em bé rồi thì các bạn hưởng hết rồi, đầy đủ hết mọi thứ rồi, tại sao giờ mình không làm? Đúng không? Cái việc mà em nên mở lòng chị thấy cũng tốt. Tại vì có những lúc chị cũng có những cái tâm trạng như em. Tại vì chị nói em nghe, cái tâm lý của người phụ nữ rất mong muốn những cái lúc mà chị ở riêng với chồng mình, bạn ấy muốn hâm nóng lại, bạn ấy muốn tạo một cái cảm giác nó khác đi một chút. Để làm chi? Để sau cái bữa sinh nhật đó tụi em sẽ có những cái phút lãng mạn bên nhau trong cái chuyện vợ chồng, rồi biết đâu là hôm đó lại thụ phấn thì sao? Ở đậu thụ phấn. Em hiểu không? Nhiều khi người vợ người ta chuẩn bị những cái điều đó nó từ buổi sáng, hoặc là cả nhiều khi cả tuần trước đó lên kế hoạch. Hôm đó vậy đi, cuối cùng á là trớt quớt phá, thì thành ra là người ta buồn cho một cái sự chuẩn bị đó, là chỉ muốn tốt cho cả hai người thôi. Thì em nên lưu tâm một chút xíu cái tâm lý, mình phải nói là cái tâm sinh lý của vợ em trong giai đoạn này,
Đó, cái đó là chị nói thiệt. Thì ví dụ như vợ em là cái người ít cởi mở, thành ra nhiều khi vợ em làm mà vợ em không chịu nói. Em muốn như vậy đó, nhưng mà thay vì nhắn nói với chồng nữa, ở anh ơi bữa nay dày dày đi, nhưng vợ em không nói. Vợ em muốn để em tự hiểu cảm nhận. Thì thôi, tánh vợ mình vậy rồi, bây giờ mình sẽ là người chủ động, mình cởi mở trước, mình tạo những cái điều đó trước đi, đúng không? Để tụi em tận hưởng chứ. Cuộc sống đâu có bao nhiêu thời gian cho mình. Vui lên nhé, vui nhé. Và nhớ báo tin là có bầu nhé. Em tên là Vũ Văn Tuyền, em đến từ thành phố Pleiku. Năm nay em 28 tuổi. Tuyền đúng không? Em là một nông dân. Nông dân là còn đây con là em. À, xin chào cô Hồng Vân với anh Quốc Thuận. Em tên là Lý Thị Phượng. Em năm nay em 30 tuổi. Nghề nghiệp của em là kế toán và giờ cũng sắp làm một nông dân. Sắp làm một nông dân, có nghĩa là về Pleiku luôn. Dạ. Tức là về phụ công việc đi. Ở Tuyền đó, Tuyền là nông dân nhưng mà là nông dân về ngành nghề nào? Dạ em nuôi ong, bán ong giống cho bà con. Thì chơi đó giờ bị ong đánh chưa? Dạ nhiều hơn bị vợ đánh. Rồi hai em lần đầu tiên gặp nhau là ở đâu? Dạ hồi đó thì em đi học kế toán, xong rồi ảnh cũng có một cái phòng vé nhỏ nhỏ ở đây, xong rồi ảnh cũng theo học kế toán để phục vụ cho công việc của ảnh. Ảnh cùng nhóm với em, xong rồi ảnh lên ảnh thuyết trình, em thấy ảnh xấu quá. Hồi đó ảnh xấu lắm, ảnh mặc cái quần ngắn ngủn mà cái áo thì rộng thùng thình, mà nhưng mà ảnh thuyết trình hay. Rồi sau đó em cũng có ấn tượng, rồi sau đó ảnh xin số điện thoại của lớp trưởng, rồi cũng nhắn qua nhắn lại, xong rồi đi chơi. Thực ra là do lớp trưởng khích nên em tán thử. Nếu mà đổ thì đi nhậu, nhưng mà không đổ thì phải dẫn anh ấy đi nhậu. Nhưng mà cuối cùng là đổ và được một bữa nhậu. Được vợ luôn. Vừa được nhậu vừa được vợ, vừa được tiếng nữa chứ, đúng không? Và bao lâu thì hai bạn mới là bắt đầu yêu nhau? Một năm sau đó là tụi em yêu nhau. Năm đó là năm 2010. Sau đó thêm một năm thì anh về quê nuôi ong lập nghiệp ở đó. Thì tới 2014 thì em mới chịu về rồi đám cưới. Ủa là hiện giờ là các bạn đang sống ở Pleiku hay ở thành phố Hồ Chí Minh? Dạ ở Pleiku ạ. Bây giờ cưới được mấy năm rồi? Dạ cưới được gần 3 năm rồi. Em quen 7 năm. Trong cái thời gian yêu nhau thì hai em có gặp những trục trặc gì trong tình yêu không? Tụi em cũng yêu xa mà nhiều khi cũng buồn, cho nên là em cũng hay giận, hay đòi chia tay. Trục trặc lắm. Nói chung bọn em yêu xa, thành ra cũng vào tranh thủ được một chút thì hai đứa cũng không vượt quá giới hạn. Chỉ là ôm bên ngoài thôi. Nhưng mà cứ bắt đầu em sắp xếp thời gian em chuẩn bị đi về, hoặc là em về rồi cái là cô vợ em mới lại nhắn tin bảo là em đã có bầu rồi, bây giờ anh phải mua que thử để cho em thử, chứ không là chết. Ba mẹ em mắng chết, la chết. Em bảo chứ trời ơi, ở Sài Gòn nóng quá hay sao mà trứng nó tự nở được. Chắc là không có đâu. Vợ em thì cứ nhất quyết bảo là không, chắc là có gì đấy rồi, chứ không tự nhiên mà nó chậm như vậy được đâu. Bắt em mua qua thử. Thử xong cái không có gì hết. Rồi em an ủi xong hai đứa lại ôm nữa. Ôm lần nữa rồi một tháng sau lại lại chậm. Lại chậm. Coi như này là có bầu qua đường mồ hôi rồi. Thật ra em hồi đó em cũng ít biết mấy cái chuyện đó lắm, mà em cũng sợ, tại vì nhà em không có ai như thế hết. Ví dụ như mà lỡ có chuyện gì á thì sợ ba mẹ thất vọng. Bao nhiêu lâu thì mới vượt qua giới hạn? Dạ đến ngày đám hỏi. Rồi sau hôn nhân thì cái vượt qua giới hạn nó vui không? Dạ cũng bình thường. Cái ngày bình thường, sao ngày đám hỏi là đã vượt qua rồi, đúng chưa? Dạ, dạ. Sau đám hỏi. Sau đám hỏi mới vượt. Cứ coi như là hôm sau hôn nhân đi, tức là đấy, sau thấy mặt ba mẹ vợ có vẻ thoải mái. Tin tưởng rồi em mới dám đả động đến chuyện đấy. Sau khi đám cưới về thì có những cái tật xấu gì có lòi ra không? Thì vợ em hồi yêu nhau rất là hiền. Hiền, cực kỳ hiền. Em chưa thấy ai hiền như vợ em. Nói cái gì cũng dạ dạ vâng vâng. Ai nói gì cũng cười. Mà đến một hôm em có nhắn tin chúc Tết với bạn gái cũ. Thì nhắn tin chúc Tết vậy thôi. Bây giờ mà da gà em vẫn còn nổi đây. Sao? Phát hiện ra vợ em một con người đáng sợ. Đáng sợ, nhưng nào mà đáng sợ? Sức phá hủy còn hơn người sắp nữa. Em phá hết tất cả những cái vật gì có thể cầm được. Trời ơi, có như IS tàng ra đó hả? Chỉ mỗi nhắn tin chúc em và gia đình
ăn Tết vui vẻ. Sao em biết được hay vậy? Dạ không, cũng tình cờ thôi. Em cũng tin tưởng lắm, chẳng bao giờ em cầm tới điện thoại của ảnh đâu. Kể cả lúc yêu hay là cưới về cũng vậy, cũng không có kiểm soát. Xong rồi cái cũng giống như là mình linh cảm được á. Xong rồi ảnh nhắn tin cho người yêu cũ của ảnh vậy. Cái em cũng buồn, em bảo chứ sao bữa giờ kêu là không liên lạc gì nữa hết rồi. Mà giờ còn nhắn tin chúc Tết thế này thế kia cũng sùng. Xong em nói cơn tâm bệnh. Em đánh rồi đi. Đánh luôn rồi. Đánh luôn á hả? Đánh rồi. Rồi cái kỳ đó xong rồi là hết bao nhiêu tiền để cha sắm sửa lại đồ đạc như cũ? Em thấy vợ em có cái tật xấu là ném đồ như vậy. Là em đi mua toàn đồ gốm sứ. Toàn đồ nó mắc tiền. Dạ em về em ăn cơm cũng chỉ nhìn cái chén thôi là đã thấy no rồi. Từ đợt đấy đến giờ là vợ em bỏ luôn, chỉ ném cái can nhựa thôi. Giận mà vẫn còn lý trí đúng dạ. không? Hãy còn tật xấu trong em. Anh hồi yêu thì anh cũng chiều chuộng em lắm, nhưng mà bữa nay cũng bớt rồi. Với lại cũng nóng tính lắm. Trong công việc á, em mà làm sai cái gì cái chu cha anh nhăn, anh nổi cơn lên anh cũng dữ lắm. Chỉ là công việc nóng đó. Tính rồi cũng nhăn nhó em. Với em thì em có sở thích là thấy người ta mà giết con gì là em mua con đấy về để em nuôi. Thì vợ em cũng có cãi vã nhiều lần về cái chuyện đấy. Ồ, vậy là, ví dụ như là em nuôi được bao nhiêu con ạ? Em nuôi rắn, chăn, tắc kè, kỳ đà, quạ đen, cả chim cú, cú mèo, rùa. Anh thấy cái con gà nó sắp gãy chân rồi, anh năn nỉ anh mua về, anh lấy sắt anh gắn vô cái chân con gà, con gà nó liền lại được cái chân. Cái anh nuôi nó lớn, xong rồi lần sau anh đi anh lấy thấy con rắn đồng bào người ta bắt được, cái anh lại năn nỉ anh mua anh đem về anh nuôi, giờ nhà em giống như là trạm cứu trợ động vật. Ồ vậy đó hả? Nhưng mà em nuôi chơi vậy thôi chứ em có. Dạ em nuôi xong rồi em thả, xong rồi người ta bắt trộm rồi người ta bán lại cho em. Rồi em mua em lại nuôi rồi người ta lại bắt trộm. Người ta lại bán lại cho em. Có lần em nuôi một cặp bồ câu nó... Trời, em thương hay là thương luôn. Em thấy cặp bồ câu người ta sắp thịt tội em mua về. Cái em đi ong, đi lên trại. Về cái vợ em mới nấu cháo bồ câu cho em ăn. Em ăn ngon ơi là ngon luôn. Vì ở trên rừng thì nó hơi thiếu thốn. Em lần đầu tiên em khen vợ em là em nấu ăn ngon. Xong rồi cái vợ em để em ăn xong hết. Xong vợ em bảo là ngon không anh? Bảo ngon. Bảo bồ câu của anh ấy. Rồi em bỏ lên phòng em ngủ. Vậy mà tại sao vậy mà em làm thịt bồ câu vậy? Anh nuôi mà con bồ câu nó cứ đi ra đi vào, xong nó vào nhà em nó bị tùm lum tà la hết. Em dọn mệt quá, em nhăn ảnh. Em nhăn nhiều lần lắm mà anh không chịu. Xong rồi cái em mới thử luôn. Con chuyện con tấm con cám. Em buồn cả tháng trời luôn. Bị ám ảnh mà 6 tháng em không dám ăn lại chim. Rồi giờ em vẫn còn mua thì lại. Em cũng thuyết phục vợ em. Nói vợ em là mấy con này nó tội lắm. Mình nuôi nó rồi mình giúp nó. Mà nuôi con này là có những cái này thích này, cái kia thích này. Con chăn nó tội lắm. Nuôi con chăn là sau này nó chơi với mình nó hiền lắm. Không có sao đâu. Hoặc là như hôm vừa rồi em thấy cái đàn heo người ta sắp thịt. Em về em có bảo là em ơi có cái đàn heo kia tội lắm. Chưa nói gì hết là vợ em bảo anh mà bắt cái đàn heo đấy về là anh ra ngoài chuồng heo anh ngủ luôn. Bây giờ em mong muốn chồng em thay đổi điều gì? Bớt nóng một chút. Trong công việc thì không biết gì thì anh chỉ. Chứ còn đừng có mắng. Có nghĩa là chồng đừng có mắng mỏ nhiều quá đúng không? Có chuyện gì góp ý là... Chỉ công việc thôi ạ. Chứ trong gia đình em giống em là một chú cún. Cún không? Chú cún chị. Rồi còn em mong muốn vợ thay đổi điều gì? Em mong vợ em thay đổi một cái là về việc nuôi con thôi. Hai vợ chồng em rồi mâu thuẫn nhiều cái việc nuôi con. Hồi em mới sinh con là em ước là bụt cho em bầu vú để em nuôi con. Bởi vì cả bên nội bên ngoại rồi cả vợ em là đều nuôi con bằng sữa công thức không ạ. Trong khi đấy là sữa mẹ ngon như thế, không bao giờ bị thiu. Rồi đi chơi xe cũng không phải mang bình thì hoàn toàn không cho bé bú. Chỉ có dùng sữa công thức thôi. Thì bé nhà em nó hơi còi một chút vì không được bú nhiều sữa mẹ. Đến lúc em thuyết phục được vợ em rồi thì vợ em lại bị sốt xuất huyết. Thế là hai bố con phải cai sữa. Con cai sữa. Chỉ có con em phải cai sữa. Lúc đấy bé mới được 7 tháng thôi. Em tiếc cái đấy thì em hy vọng là hai đứa
Miệng mài đứa thứ hai thì vợ em sẽ nuôi con khoa học hơn một chút. Sao vậy? Sao vậy em? Em cũng sợ ít sữa, sợ không đủ cho bé bú. Tại bé cũng nhỏ mà ít lên cân lắm, cho nên em cũng lo. Thế là hỏi ý kiến người này người kia thì ai cũng bảo là thôi mua sữa thêm cho nó bú đi. Tức là lý do là em sợ không có đủ sữa cho con gì? Dạ. Thực ra cái vấn đề nuôi con á, sữa ngoài hay sữa mẹ mà con có còi cọc hay là phát triển á, nó không phải là vấn đề quyết định đó em. Cho nên là em đừng quan niệm là vì cái đó mà con còi cọc. Nhưng mà tuy nhiên chị nói nếu em đủ sữa và em có điều kiện để em cho con bú bằng sữa mẹ là vẫn là tốt nhất. Chỉ ngoại trừ những trường hợp mà những bà mẹ không đủ khả năng. Đó, như chị là không đủ khả năng mà chị đi suốt. Chứ còn nếu em mà ở Pleiku mà không khí mát mẻ, rau tự trồng tươi tốt các thứ thì nên cho con bú mẹ. Bởi vậy em cũng rút kinh nghiệm đứa sau. Đúng rồi. Em hy vọng điều đấy. Thôi thế chúc là mỗi người sẽ thực hiện cái điều ước muốn của đối phương của mình nha. Anh chúc cho hai em mau chóng có được một em bé thứ hai xuất hiện trong gia đình. Cảm ơn anh chị.